Chào yeah, anh em video của hội ngu và xóa mù kỳ này là chúng ta sẽ nói về microphone và câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất đó là anh ơi em sử dụng cái microphone nào là phù hợp nhất đối với em ok với câu hỏi đó thì video kỳ này sẽ xóa mù cho các bạn hey, this is video này mình sẽ dùng cái audio interface là con Lewitt Connect để có thể minh họa được những cái câu trả lời cho ngày hôm nay và chúng ta sẽ có hai cái micro đó là con Lewitt uh, LCT 240 Pro mà mình đang xài ở đây và một con Elgato WDX được kế bên này hai micro này nó cũng sẽ minh họa cho cái việc câu hỏi của các bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với lại câu hỏi và cái video của ngày hôm nay thì là thường mình nhận được câu hỏi là anh ơi anh có thể giúp em tư vấn em một cái uh, micro phù hợp cho em được hay không thì thật ra là ngay khi ban đầu mình nhận được những câu hỏi này mình sẽ rất là vui và mình cũng sẽ chịu khó mình tư vấn cho các bạn nhưng tới khi mình nhận được câu hỏi thứ ba thứ tư thứ năm thứ năm chục thì mình chán rồi tại vì thật ra là mình phát hiện ra là không phải là cái câu hỏi đó nó có vấn đề gì hay là các bạn hỏi nó có vấn đề gì mà đó là một câu hỏi lặp đi lặp lại nên chúng ta mới làm video và cái câu hỏi đó nó không chỉ lặp đi lặp lại nữa ra Nhưng mình xin nói thẳng với các bạn rằng Có nhiều khi các bạn nhắn tin cho mình Các bạn hỏi Ok nó còn được đi Thì ví dụ như mình rảnh thì mình sẽ trả lời Và mình không rảnh thì ok mình sẽ để đó Khi nào mình rảnh mình sẽ nói Nhưng mà có một số bạn cũng nhờ người quen biết này đó gọi điện thoại hẳn cho mình gọi điện tư vấn cho mình thì mình nói thẳng là cái việc làm đó nó rất là kỳ cục tại vì giống như các bạn ép mình vô trường hợp là mình phải trả lời và nếu như mình không trả lời thì các bạn sẽ đánh giá mình theo kiểu là không có thân thiện hay này thế kia nhưng mình không phải sống và tồn tại để khi các bạn cần hỏi là có mình không mua bán bất cứ thứ gì ở đây cả cho nên mình mới cố gắng mình làm video để mọi người cùng coi và cái video này những khúc này mà mình đang chia sẻ thì có thể các bạn sẽ thấy điều này nó sẽ rất là kỳ quặc và mình không thân thiện với các bạn nhưng các bạn hãy nhớ một điều rằng nó giống như này nè khi các bạn hỏi một câu hỏi và các bạn muốn người khác trả lời cho các bạn thì câu hỏi đó nó phải là một câu hỏi có trách nhiệm mình không nói cái chuyện là hỏi ngu hay hay không ngu tại vì đó chỉ là một câu nói vui thôi nhưng rõ ràng có rất nhiều bạn thiếu trách nhiệm với câu hỏi của các bạn các bạn luyện một câu hỏi và các bạn muốn nó được trả lời một cách thuần thục và trả lời một cách hoàn hảo nhưng điều đó sẽ không xảy ra bạn hỏi mình rằng bạn muốn mua một cái micro phù hợp đó là một câu hỏi cực kỳ thiếu trách nhiệm với bản thân bạn và bản thân người nghe đó. vì để mà trả lời được câu hỏi hỏi đó thì mình lại phải hỏi các bạn là khoảng 10 câu hỏi khác ví dụ như Em đang làm cái gì? Em cần làm cái gì? Em đã có cái gì rồi? Em có audio interface chưa? Hay là em muốn cắm cái micro đó em vào trong máy tính để em quay? Hay là em muốn cắm micro vào trong máy ảnh? Hay muốn cắm micro vào trong điện thoại? Hay em muốn cắm micro vào đâu đó? Rồi sau đó là em sẽ sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền để mua micro rồi ở nhà em có phòng khách âm chưa nếu có rồi thì sao và chưa có rồi thì ở nhà nó có bị ồn hay không rồi nhà có bị nghe tiếng đường sáng ngoài kia tiếng xe chạy tiếng chó sủa tiếng mèo kêu hay không rồi sau đó nữa là cái việc mà em thu âm là thu với lại livestream hay là thu không tức là khi mà các bạn hỏi xong các bạn thảy cho mình một câu hỏi nó rất là vô trách nhiệm và sau đó là khi mình tư vấn xong tôi nói à, anh ơi thật ra là mục đích của em là để cấm vô điện thoại xài thôi nó rất là mất thời gian của bạn và cho người tư vấn luôn và thành ra là nó và khi mà các bạn nghe thấy cái việc đó nó lặp đi lặp lại đến lần thứ ba thứ tư là ngay lập tức chúng ta sẽ cực kỳ khó chịu cho nên mình mới muốn dùng cái video này để chúng ta giải quyết là câu chuyện là lựa chọn micro thế nào và cũng thông qua cái micro này mình cũng muốn nói với các bạn là khi các bạn muốn hỏi ai đó một vấn đề nào đó thì các bạn phải có trách nhiệm với bản thân bạn với bản thân câu hỏi và tôn trọng người hỏi bằng cách muốn hỏi người ta thì phải liệt kê đầy đủ tất cả những dữ kiện mà bạn có người ta nhìn vào đó người ta rảnh người ta sẽ biết sắp xếp thông số và trả lời chứ người ta không phải ở dạng available sẵn sàng để tư vấn cho các bạn ngay lập tức mà người ta không đem lại lời lọc gì có rất là nhiều người họ sẽ sẵn sàng tư vấn cho các bạn để bán hàng này kia còn đối với mình mà nói việc tư vấn là cái niềm vui của mình nhưng điều đó khi mà nó ở một tần suất nó lặp đi lặp lại một cái vấn đề đơn giản mà nó không biến cái vấn đề đó lên thì nó sẽ rất là khó chịu cho nên bây giờ chúng ta sẽ có những cái series hỏi ngu và sáu mù này để chúng ta cùng nhau kéo cái kiến thức cơ bản của mọi người lên một tầm cao mới và để sau đó chúng ta sẽ có những câu hỏi mà nó cực kỳ ngu và cực kỳ khó thì những câu hỏi đó nó mới gây sự hào hứng rồi bây giờ chúng ta sẽ vô cái phần chính của video này nè rồi đầu tiên có một lượng lớn các bạn hỏi mình là khi mà mình lựa chọn cái micro nào để có thể làm thu âm tại nhà thì trong đầu các bạn các bạn chưa hình dung được có bao nhiêu loại micro và các bạn đang dùng micro nào luôn và các bạn thường xuyên nhìn thấy những cái micro giống như thế này. Đây là những cái micro dành cho máy ảnh mà các bạn có thể mua được trên thị trường. Và những cái micro này nó sẽ xài cổng 3.5 để cắm vào trong máy ảnh hoặc cũng có thể xài cổng USB để cắm vào trong máy tính. Nhưng mà về cơ bản những cái micro này nó có cái đầu thu nó rất là nhỏ các bạn thấy không? cái đầu thu này nó nó rất là nhỏ và với cái đầu thu nó nhỏ như vậy á thì nó sẽ cho cái âm thanh nó trong nó sáng nhưng mà nó thiếu chiều sâu nó có chi tiết nhưng nó thiếu chiều sâu nên dẫn đến câu chuyện là thường xong đó các bạn sẽ bị thất vọng nếu như các bạn dùng những micro đó để làm postcard hay là đọc audio book hay là muốn livestream có một âm thanh nó hay hơn truyền cảm hơn cho nên cái câu hỏi đầu tiên là có thể dùng những cái micro của quên quay phim để làm postcard hay là livestream được không câu trả lời là được nhưng không hay và có những micro thật sự xịn vẫn có thể làm được và hay nếu như các bạn bỏ vào trong một cái phòng kính Nà, các bạn có tiêu âm tán âm và các bạn hiểu được cái audio treatment của cái micro đó thì có những cái micro á dụ nó nhỏ như thế này các bạn để mà các bạn thu thì nó sẽ cần những cái vọng tự nhiên nên nó sẽ cần cái phòng không quá cách âm hoàn toàn mà nó nên rộng và nó nên có cái độ vang tự nhiên thì nó sẽ hay nhưng có những cái micro thì nên cách âm hoàn toàn thì nó sẽ hay hơn rồi nên như đó là hãy hạn chế sử dụng micro mà gắn lên trên máy quay để chúng ta thu âm ở nhà nếu như các bạn muốn làm postcard ca hát hay là livestream đó là Câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 là có bao nhiêu loại micro và câu hỏi này thì thường ít 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 rất bạn nào hỏi mình câu đó mà mình phải tự đặt ra để cho các bạn có tham chiếu. Thì nếu như mà chia ra là có bao nhiêu loại micro thì nó có rất nhiều cách chia. Đầu tiên như cách chia ở câu hỏi 1 đó là micro dành cho bên quay phim và micro dành cho bên thu âm là hai cái loại micro hoàn toàn khác nhau cái câu hỏi tiếp theo nữa là micro xài dắt gì cho mục đích gì rồi sau đó là micro này nó sẽ là micro thu âm đa hướng đơn hướng hay gì đó nó rất là nhiều nhưng cái câu hỏi số 2 mà mình muốn nói với bạn đây là có bao nhiêu loại micro cơ bản nhất mà mọi người cần quan tâm thì thực tế là có ba loại đầu tiên là Miro dynamic thứ hai là micro condenser và ba là micro ribbon nhưng mà cái micro ribbon đó nó khá giống với lại dynamic và thật sự nó cũng khó mua khó xài khó bảo quản cho nên nếu như bạn là studio thu âm âm nhạc thì bạn có thể mua micro ribbon để bạn xài còn đối với là những người bình thường làm postcard, làm livestream thì gần như bạn sẽ không cần phải quan tâm đến cái ribbon đó vì chỉ cần bạn làm một cái cạch rớt hư không sửa được vậy thôi nó ok nó cũng không phải mất tiền lắm, khoảng tầm 10 triệu đổ lên là đã có thể mua được rồi. Cho nên trong cái câu hỏi số 2 này thì bạn sẽ cần quan tâm có hai loại micro cơ bản cần biết, một là dynamic và hai là condenser. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái micro dynamic và condenser để cho chúng ta so sánh. Cái micro màu trắng mà chúng ta đang nói chuyện ở đây là, là micro condenser, nó là con Lewis LCT 240 Pro và nó có giá là 159 đô nếu như các bạn mua thêm những phụ kiện giống mình nữa thì nó sẽ tương đương với khoảng là 239 đô và thật ra là 239 đô là giá cơ bản và nó thường xuyên nằm trong cái dạng là bị bán mắc hơn nên thường các bạn sẽ phải tốn khoảng 350 đô để các bạn mới mua được nhưng nếu như các bạn đang coi video này ở thời điểm này luôn thì mình xin vui vẻ nói với bạn rằng đây là thời điểm Black Friday và giảm giá trong năm thì con micro màu trắng bạn thân thấy rất đẹp ở đây nó đang được bán với giá chỉ có 99 đô ở trên Amazon thôi quá rẻ thật sự là quá rẻ cho nên và nếu mà nói như vậy thì thật sự nó xứng đáng với mức giá một 99 đô dữ lắm tại vì nó cho bạn một cái chất âm khá là hay tương đương với lại những cái micro có giá khoảng tầm 150 cho đến 100 99 đô thật sự nó nằm ở phân khúc đó và những cái micro khác ở cái mức giá khoảng tầm 200 300 đô cũng vẫn có thể nó có vẫn có thể sánh ngang được nhưng mà vì nó còn có 99 đô cho nên chúng ta sẽ so sánh với lại một cái micro 99 đô khác là con quay DX nằm ở đây Elgato Way DX Thật ra hai thằng này tuy là hai hãng khác nhau nhưng mà đều do Lewis sản xuất Một hãng là Elgato, một hãng là Lewis nhưng mà cũng đều là Lewis làm thôi Không khác gì cả rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về từng cái trước đi. Rồi, chúng ta sẽ có micro. Đây là micro condenser. Micro condenser thì nó có một cái đặc điểm đó là nó sẽ có độ nhạy lớn và nó sẽ cần điện 48V để hoạt động. Và để dễ dàng nhất thì cho mình sẽ cho các bạn xem cái hình này. Rồi, đây là cái màn hình điều khiển của mình. Thì <laughs> mình sẽ để hai cái micro ở cùng một cự ly để cho các bạn dễ nhìn ha rồi rồi hai cái micro này mình đã để cùng một cự ly thì con micro condenser là input 2 và micro dynamic là input 1 ở cùng một cự ly thì các bạn đang thấy là nó có cái độ hit âm thanh độ lớn như nhau nè các bạn thấy không nhưng mà các bạn hãy nhìn ở đây một cái gain là đối với lại con dynamic thì là mươi 41 còn con còn uh, condenser là gain của nó là 24 tức là độ nhạy của con dynamic nó thấp hơn nên nó mới cần boost gain nhiều hơn và độ nhạy của con condenser nó thấp nó cao hơn cho nên là nó sẽ cần cái gain thấp hơn là đã thu được rồi vậy thì độ nhạy thấp hay cao nó không có nghĩa là ưu điểm hay nhược điểm nha mà tùy vào mục đích sử dụng rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đi qua con mic dynamic để chúng ta xem nào rồi, bây giờ là mình đang nói chuyện với bạn bằng con mic dynamic à, Giữa mic dynamic và mic condenser nó sẽ khác nhau ở một điểm cơ bản. Thứ hai, ngoài cái chuyện độ nhạy ra đó là con mic dynamic này thì không cần điện để hoạt động. Bạn có thể cắm nó vào trong bất kỳ một cái chỗ nào tiếp nhận micro và nó có thể xài lì nó sẽ không cần nguồn 48V. Thì các bạn nhìn ở trên đây cái input 2 là input của condenser mình sẽ cần bật nguồn 48V thì nó mới hoạt động. Còn input 1 là input của con mic dynamic Elgato WaveDx nằm ở đây thì nó sẽ không cần nguồn 48V cắm vào là và nó hoạt động thôi. Rồi hai điểm đầu tiên về mình mặc vật lý một cái là dynamic độ nhạy thấp hơn, không cần nguồn, condenser độ nhạy cao hơn và cần nguồn. Nhưng mà đối với lại hai cái thông số đó thì các bạn sẽ không thấy được là các bạn đem mang lại lợi ích gì cho các bạn. Nhưng bây giờ mình sẽ nói tiếp nè. Với cái độ nhạy thấp hơn đồng nghĩa với việc micro dynamic nó sẽ khử được cái tạp âm tốt hơn. Những cái gì bạn phải để gần micro bạn nói thì nó mới hít vào trong micro, còn khi mà bạn để xa micro bạn nói thì nó sẽ không ăn vào trong micro. Còn đối với lại condenser đối với lại mic condenser mình vừa chuyển qua mic condenser thì nó sẽ chi tiết hơn nó độ nhạy cao hơn nên do đó nó sẽ thu được nhiều chi tiết hơn và cái nữa là vì nó nhiều chi tiết hơn nên nó có khả năng bị lọt tập âm cao hơn thành ra là về mục đích sử dụng là nếu như bạn muốn xài mic condenser thì bạn phải chuẩn bị được một cái phòng có khả năng cách âm tốt hơn cái mic dynamic tốt hơn thôi chứ không có nghĩa là bạn phải cần cách âm hoàn toàn vì ngay cả cái phòng của mình đang làm việc ở đây cũng không phải là một phòng cách âm hoàn toàn nhưng mình vẫn có thể sử dụng được mic condenser. Vì nó sử dụng phần mềm để nó chỉnh những cái như là compress và expander để nó cắt đi cái phần noise và cái phần tạp âm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần khử cái uh, tạp âm nè. Đây là một cái ví dụ rõ ràng nhất. Rồi. Khi mà mình dùng cái mic uh, đây là mình dùng mic condenser thì khi mình dùng mic condenser mình di chuyển cái tín hiệu âm thanh đi xung quanh thì nó vẫn có lọt nhiều âm thanh vào trong ví dụ như Đấy không cái cục này khi mà nó di chuyển bốn phía xung quanh của một con mic condenser thì nó sẽ có thể không giảm nhiều cái phần reject tạp âm, nhưng mà nếu như mà mình chuyển qua một cái mic như là mic dynamic thì câu chuyện nó khác hẳn. Rồi mình chuyển qua mic dynamic. Alo, rồi, bây giờ mình đã chuyển sang cái mic dynamic. Và bây giờ các bạn nhìn ha mình đang để trực tiếp và bây giờ mình sẽ bóp cái bao ni lông này nè bên hông nè tức là khi mà bạn sử dụng mic dynamic thì cái khả năng loại bỏ tạp âm ở xung quanh nó sẽ cao hơn tại vì nó chỉ thu những cái âm thanh ở gần thôi còn những âm thanh ở xung quanh ở xa thì nó sẽ loại bỏ đi. Và chính vì con mic dynamic nó không cần điện và mic condenser cần điện cho nên cái noise của mic dynamic bao giờ nó cũng sẽ thấp hơn mic condenser cả xét ở cùng một level cùng một cấp bậc nha chứ nếu như bạn so sánh một con mic dynamic uh, ghẻ ghẻ với lại một con mic condenser siêu xịn thì có một con mic condenser siêu xịn thì nó vẫn có khả năng có noi thấp hơn đấy nhé còn đấy ở cùng một mức giá với nhau thì thường thì mức mic condenser sẽ có noi nhiều hơn mic dynamic nhưng mà cái noi đó là noi điện và lúc đó là mọi cái mọi cái mic mà sản xuất ra họ đều có thể khử được cái noi đó bằng cách họ hạ cái pad xuống dặn cái gain thấp xuống ở dưới cái mức mà tai người có thể nghe được, ok, cái đó là cái phần setup thì mình sẽ có những cái video khác mình đã nói về cái đó rồi, rồi tiếp theo nữa là cái phần chú ý là sự khác nhau giữa mic condenser và mic dynamic đó là đối với lại mic dynamic mà mình đang xài ở đây thì khi mà chúng ta di chuyển ra xa thì ngoài cái tiếng nhỏ ra thì nó sẽ còn bị mất bass ví dụ đây là cự ly cách miệng mình khoảng 7 cm đây là cự ly cách miệng mình khoảng 10 cm đây là cự ly cách miệng mình 15 cm đây là cự ly cách miệng mình 30 cm và đây là cự ly cách miệng mình là 45 cm thì ở những cái khoảng cách xa như vậy nó không chỉ nhỏ đi mà nó còn mất bát nhưng nếu như chúng ta qua mic condenser ta sẽ thấy nó khác nè. Alo, rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua mic condenser. Thì đối với mic condenser thì nó sẽ khác ở chỗ rằng khi mà các bạn di chuyển ra xa khỏi mic thì cái âm bass đó nó không bị mất nhiều như là mic dynamic. Nó vẫn giữ được bass nó chỉ nhỏ hơn thôi. Đây là khoảng cách ở 7 cm. Đây là khoảng cách ở 10 cm. Đây là khoảng cách ở 15 cm. Đây là khoảng cách ở 30 cm. Và đây là khoảng cách ở 45 cm. Thì với cái khoảng cách mà cách ra của mic condenser nó vẫn giữ được bát cho nên mình mới nói rằng cái mic condenser nó sẽ thu được chi tiết nhiều hơn, tốt hơn cho nên là nếu như bạn dùng nó để thu podcast, đọc truyện audio hay là ca hát thì mic condenser bao giờ nó cũng sẽ chi tiết hơn. Nhưng điều đó nó sẽ không thật sự quá khác biệt nếu như bạn biết cách thu bạn để ở đúng cự ly Và thì lúc đó cái mic condenser hay mic dynamic nó cũng có thể mang lại những chất lượng tương đương. Tại vì rõ ràng những cái mic mà chuyên đọc podcast hoặc là cho radio chuyên nghiệp như những con RE20 ở đây hoặc là con uh, SM7B nó vẫn là mic dynamic. À... Vậy thì tại sao người ta muốn sử dụng mic condenser là tại vì nhiều khi trong cái phạm vi chúng ta không có điều kiện để để những cái mic ở gần vì nó sẽ quá vướng cho nên người ta sẽ muốn để cái mic này ở xa. Và khi muốn để cái mic ở xa thì chỉ có xài condenser thì nó mới có thể có cái chi tiết đó được. Thì đối với lại condenser thì bạn để xa thì bạn mới thu được nhiều chi tiết và bass. Còn đối với lại mic dynamic mà khi các bạn để xa ra thì cái nó mỏng lét à. Ví dụ nha. Chọn lại là rồi Đây là mic gần đây là mic dynamic Để gần thì nó âm thanh nó sẽ dày bát Rất rất là nhiều bát Rất là lực luôn Nhưng mà khi để xa ra thì Cái âm thanh nó sẽ mỏng Nó chỉ có tiếng vọng thôi Nó không đủ nhiều Đó Cho nên Để ở gần là sẽ tốt nhất Đó Đó đối với lại mic Dynamic rồi bây giờ chúng ta quay lại cái mic condenser thì chúng ta nói tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp cái phần tổng kết chủ của câu hỏi này ha. Vậy thì ở cái phần tổng kết của cái câu hỏi số 2 đó là có bao nhiêu loại micro thì chúng ta sẽ có hai loại một là condenser và hai là dynamic thì đối với condenser thì nó sẽ có độ nhạy cao cần nguồn nhưng mà đổi lại thì nó sẽ có độ âm thanh chi tiết hơn khoảng cách nó thoải mái hơn để xa ra cũng không bị mất bass nhưng đổi lại là nó sẽ bị lọt nhiều tạp âm vào. Đó là condenser. Còn đối với lại dynamic thì nó có độ nhạy thấp. Độ nhạy thấp dẫn đến câu chuyện là nhiều khi audio interface mà giá rẻ không thể kéo được nó. Và nó không cần nguồn, nó không cần nguồn đổi lại cái chuyện là xài rất là dễ dàng Cắm vào là xài thôi, nó sẽ không hao điện, hao pin của những cái thiết bị audio interface di động Và đối với lại cái mic dynamic thì các bạn có thể sử dụng nó ở gần thôi Còn không thể nào sử dụng nó ở xa, tại vì ở gần thì nó mới đủ bass, đủ chất lượng Còn nếu như ở xa thì nó sẽ bị mất bass Nhưng bù lại cái mic dynamic thì nó sẽ khử noi lọc tập âm tốt hơn một cái mic dynamic condenser cùng giá tiền. Câu hỏi số 3 đó là để vị trí mic như thế nào thì sẽ thu được âm thanh tốt nhất. Mình thấy có rất là nhiều bạn khi mà sử dụng mic á, thì các bạn sẽ có thói quen là để cái mic nó hướng về phía bạn như thế này. Ok, nó cũng không sai. Nhưng mà không phải mic nào cũng hướng cái mà về như thế. Các bạn phải xem coi khi các bạn mở ra thì cái hướng dẫn sử dụng nó sẽ ghi rằng đâu là cái mặt của cái cảm biến âm thanh có những bạn á, thì biết cách nên đi tìm và hướng được cái uh, cảm biến âm thanh nó về miệng là đúng nhưng có những bạn không biết cứ thấy cái gì ở trên đỉnh tức là chỗ đó là có âm thanh thí dụ như cái mic này đi cái hướng của cái capsule nó nằm phía trước này thì để hướng về miệng là đúng chứ trên đỉnh nó có gì đâu nhưng có những bạn vẫn để nó hướng vậy nè à, và để nó hướng vậy thì các bạn nghe âm thanh nó rất là kỳ <laughs> rồi ok rồi thì bây giờ chúng ta nói là cái việc mà để micro như thế nào thì sẽ hợp lý. Câu chuyện của mình đó là ở đây mình có một cái pop filter. Cái pop filter này khi các bạn gắn vào thì các bạn sẽ hạn chế được cái tiếng gió nó gây áp lực trực tiếp lên trên cái cảm biến âm thanh của mic. Ừ, mỗi lần gắn ra gắn vô thì nó hơi, hơi ồn ha. Rồi nhưng mà khi mà giảm áp lực là giảm cái gì? Là giảm cái này nè các bạn. hẳn đúng không? nó ù hơn hẳn rồi nhưng mà kể cả cái việc có hay không có pop filter nó khác nha nó vẫn là có cái chuyện là đối với là những yêu cầu đặc biệt của bên nhạc sĩ hoặc là bên hòa âm phối khí những người đó họ sẽ nói với bạn là bạn nên để mix hẳn hay là để mix xiên vì họ đã cân chỉnh cho bạn và họ đã có cái pop filter cho bạn thì đó là câu chuyện của các studio thì họ sẽ làm. Còn nếu như bạn ở nhà thì lời khuyên của mình rằng bạn nên để mic xiên một góc 45 độ. Khi bạn để mic ở xiên một góc 45 độ này thì cái áp lực do cái tiếng thở của bạn kể cả bằng mũi hay bằng miệng nó cũng có thể đi thẳng ra và nó không gây áp lực lên trên mic của các bạn. Và cái góc xiên này nó sẽ đẹp một chỗ là nó sẽ có thể xuất hiện được cái mic của bạn trong cái video hoặc là nó có thể không bị ảnh hưởng khi mà bạn xoay qua tại vì thường bạn xoay bạn có xu hướng là xoay qua đây và nó vẫn chiếu được nguyên cái vùng đẹp nhất của cái vùng thu âm thanh nó ở gần đây ở phía trước nó và các bạn sẽ không gây áp lực và nó sẽ có âm thanh hay nhất nên như đó mình nói rằng hãy để mic xiên một góc 45 độ khi các bạn thu thì đó chính là cái góc đặt mic cho dù là mic dynamic hay là mic condenser cũng vậy thôi và đặc biệt đối với mic dynamic đặc biệt đối với mic dynamic thì bạn càng phải để xi tại vì thế này đối với mic dynamic á, thì chúng ta sẽ phải để gần miệng mình thì chúng ta mới nghe được cái âm thanh nó nhiều bass và nó dày nhất có thể nhưng mà nếu như bạn để quá xa thì sao? bạn để quá xa thì nó sẽ sẽ bị ít cái bass nhưng mà để gần mà chúng ta để trực tiếp như thế này thì chúng ta thổi cái tiếng vào nghe nó rất là khó chịu còn nếu mà chúng ta để xiên một góc như thế này thì khi mà chúng ta thở thì nó chúng ta sẽ ghi âm được cái tiếng thở nhưng mà chúng ta sẽ không ghi âm lại cái áp lực lên trên cái mic nó nghe rất là thoải mái và dễ chịu đó đơn giản vậy thôi vậy thì tổng kết lại câu hỏi số 3 là các bạn nên để mic nghiêng một góc 45 độ khi thu âm. Nhớ nha, nghiêng góc nào cũng được. Rồi, chúng ta hết câu hỏi số 3. Và trong cái phần bonus này thì mình sẽ đọc postcard cho các bạn nghe giữa hai cái mic đang có giá 99 đô giống nhau là con Way DX và con Lewis LCT 240 Pro ở đây để các bạn có đánh giá. Nhưng các bạn vui phải nhớ cho mình rằng con Way DX ở đây nó đang có giá chính hãng là 99 đô còn giá 99 đô con lewis LCT 240 Pro đang là giá giảm giá. Vì con LCT 240 Pro màu trắng này có khi các bạn sẽ phải mua với giá lên tới gần 400 đô lần cơ. Nên các bạn phải hiểu được là giá trị con này nó rất là lớn. Đó để hiểu là các bạn nếu bây giờ các bạn muốn mua nó với giá 99 đô thì nó hợp lý vô cùng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc postcard thôi. Mình sẽ đọc cho các bạn một đoạn postcard ở trong cuốn sách Wabi Sabi Welcome. Rồi, mình sẽ đọc một đoạn giống nhau ở tất cả các cuốn sách nha. Mình sẽ để monitor là một cái màn hình. Rồi. Có một cái việc là mình đang dùng cái mic này ở phía trên. À, bàn cho nên là cái việc mình đụng bàn vô nó không có reject được âm thanh mà hôm nay mình dùng cái chân mic này nó mình dùng thử cái chân mic với giá 30 ngàn coi nó xài thật không thật, thật nó không xài được thử đi cho các bạn biết chả có gì sai cả rồi chúng ta sẽ đọc một cái đoạn nó tên là chiếc bàn không hoàn hảo bắt đầu đọc podcast đây là mic Elgato Wade X đây là Mic Dynamic mà nó có giá là 99 đô và chúng ta đang xài với lại audio interface Lewitt Connect Six. Tất cả những setup này đều là một setup tự động. Chiếc bàn không hoàn hảo. Sở hữu một chiếc bàn có khả năng kể những câu chuyện. Những bữa ăn là khoảng thời gian linh thiêng ở Pháp. Điều này khiến cho chiếc bàn ăn trở thành một vật vô cùng đặc biệt trong bất kỳ gia đình Pháp nào. Nó thường là trung tâm của mọi hoạt động. Vậy nên nó có mang tính cá nhân và thực tế hơn cả đó là nơi có tính đa nhiệm bạn vừa có thể thư giãn vừa có thể thưởng thức những món ăn ngon và vừa có thể chia sẻ những cuộc đối thoại thân tình đó là một món đồ nội thất hữu dụng cho dù nó có thường xuyên được sử dụng trong các bữa ăn hay không theo thời gian những chiếc bàn sẽ xuất hiện những điểm không hoàn hảo nhưng điều đó lại chẳng hề gì những câu chuyện tích lũy qua các dấu vết đó khiến cho ta trở nên gắn bó và đa cảm với thứ vật dụng này. Thậm chí cả khi những vết nứt, vết sẹo đến từ người sở hữu trước. Chiếc bàn của tôi có những vết ố của rượu, những điểm nước động và những vết keo đã khô từ các dự án nghệ thuật của lũ trẻ và những vết xước do dao nĩa. Những phiền toái không đáng kể. Sau cùng, khiến tôi phải chấp nhận rằng chiếc bàn nó có chức năng riêng của nó và vì thế những khiếm khuyết nhỏ bé thế này là không đáng để bận tâm. Rồi, chúng ta vừa nghe chiếc mic Elgato way để ít giá 99 đô và bây giờ chúng ta hãy xem cái mic tiếp theo nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh nó về cái mic Lewis. Hello. Rồi bây giờ chúng ta đã nghe cái mic Lewis LCT 240 Pro. Cái mic này nó có giá bán là 159 đô với mic không và nó sẽ có giá là 239 đô nếu các bạn mua combo shock mount lẫn pop filter nhưng thường xuyên các bạn sẽ phải mua với giá 400 đô và bằng một lý do phép thần thánh nào đó thì kỳ Black Friday kỳ này họ đang bán chiếc mic này với giá chỉ 99 đô và nếu như các bạn coi video này đang có dịp Black Friday các bạn có thể check ở trên website của trên hãng hoặc là những cái nơi bán gần nhất để các bạn có thể mua cái mic này với giá 99 đô đó là một mức giá quá tốt và bây giờ chúng ta sẽ đọc một đoạn postcard giống như hồi nãy Chiếc bàn không hoàn hảo Sở hữu một chiếc bàn có khả năng kể những câu chuyện Những bữa ăn là khoảng thời gian linh thiêng ở Pháp điều này khiến cho chiếc bàn ăn trở thành một vật vô cùng đặc biệt trong bất kỳ gia đình pháp nào nó thường là trung tâm của mọi hoạt động vậy nên nó mang tính cá nhân và thực tế hơn cả đó là nơi có tính đa nhiệm bạn vừa có thể thư giãn vừa thưởng thức những món ăn ngon và vừa chia sẻ những cuộc đối thoại thân tình đó là một món đồ nội thất hữu dụng cho dù nó có thường xuyên được sử dụng trong các bữa ăn hay không theo thời gian những chiếc bàn sẽ xuất hiện những điểm không hoàn hảo nhưng điều đó lại chẳng hề gì. Những câu chuyện tích lũy qua các dấu vết đó chính là điều khiến ta trở nên gắn bó và đa cảm với thứ vật dụng này. Thậm chí, kể cả khi những vết nứt, vết sẹo nó đến từ những người chủ sở hữu trước. Chiếc bàn của tôi có những vết ố của rượu, những điểm nước động, những vết keo đã khô từ các dự án nghệ thuật của lũ trẻ và cả những vết xước do dao nĩa. Những phiền toái không đáng kể. Sau cùng, khiến tôi phải chấp nhận rằng chiếc bàn có chức năng riêng của nó và vì thế những khiếm khuyết nhỏ bé thế này là không đáng để bận tâm. Đó, các bạn thấy không? Mình vừa đọc cho các bạn nghe một đoạn postcard từ chính hai cái micro này. Hai cái micro này hiện tại nó có giá 99 đô nhưng mà thực tế chúng ta phải công bằng một chút xíu đối với con Elgato WDX ở đây. Đó là nó thì có giá 99 đô thiệt còn cái micro LCT 240 rồi thì nó đang có giá lên tới là 239 đô lận đó cho nên là khoảng cách cách biệt cũng kha khá nên chất lượng nó cũng sẽ kha khá nhưng đổi lại nếu mà xét về câu chuyện mà bạn mua một con như là quay DX để bạn làm postcard hay bạn làm mà uh, interview hay là bạn đi quay livestream ở ngoài đường ngoài phố hoặc ngoài đường ngoài phố để tức là bạn đi ra quán cà phê bạn ngồi ở chứ không phải bạn đi vòng vòng đâu nha thì rõ ràng con quy này nó sẽ làm điều đó tốt hơn, tại vì con elgato xin lỗi các bạn vì con lewis 240 pro này là con mic condenser và với một con mic condenser này thì khi các bạn đem ra ngoài quán các bạn ngồi thì nó sẽ thu hết tất cả các tạp âm tiếp theo nữa là nếu như nhà các bạn có những cái hoạt động khác có trẻ con có chó hay là thường xuyên là phải có tiếng ồn ào của xe cộ qua lại thì việc các bạn sử dụng một cái mic như là mic condenser thì nó cũng không phải là một giải pháp tối ưu vì nó cũng sẽ để bị lọt những tiếng bộ môi trường nhưng nếu như các bạn dùng một cái mic như là con quy DX thì các bạn sẽ an tâm rằng kể cả ở xung quanh nó đang có những cái hoạt động nào đó thì nó vẫn có thể loại bỏ được phần lớn và thậm chí là rất nhiều những âm thanh tập âm và noise của môi trường. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi số hỏi ngu và số mù kỳ này. Chúng ta vừa nói chuyện về micro. Cảm ơn các anh em. Thật ra các anh em đừng ngại đặt câu hỏi, đặt câu hỏi ở dạng text và comment ngay trong video hay bất kỳ cái video nào mà các anh em thấy ở trên kênh của mình đều là tốt cả. Tại mình sẽ luôn ghi nhận đầy đủ và mình sẽ trả lời. Cho nên hãy đặt câu hỏi nhiều vào. Còn tránh những câu hỏi trực tiếp, chat trực tiếp hay là gọi điện trực tiếp vì nó sẽ rất mất thời gian để chúng ta ngồi trả lời và tìm hiểu nhau.